đang test đĩa CD qua đầu Onkyo Impact 275. Đây là một cái dòng khá là nổi tiếng của Onkyo, và đây là đủ 4 thớt khá là đẹp mắt. Có thể trưng bày theo kiểu 4 cột như vậy, 1, 2, 3, 4. Và các bạn cũng có thể để hai thớt này chồng lên nhau, có nghĩa là thành 4 thớt cao lên. Bạn thấy ngoại hình về của nó đẹp. Và đây đĩa CD, hồi nãy chúng ta vừa vào test nhạc. Đầu CD, tuner, âm ly và cassette. Nó có cái nắp đậy bằng nhôm, mặt phi nhôm xước, bắt từ phần nắp bên trên này cho tới phần đáy bên dưới. Mặt nhôm rất là dày nha các bạn, và nắp cũng bằng nhôm để tản nhiệt rất là tốt và nhìn khá là sang trọng. Impact 275 là cái tên của cái dòng, một cái chuỗi series của con Onkyo size trung. Bề ngang cái âm ly và các thớt là 27,5 cm bề ngang, do đó được đặt cái tên là Impact 275. Và cái dòng đời này là dòng đời Onkyo 911M, và dòng cao hơn nó là 922M, và ở bên dưới nó là dòng 810 và 811. Đây là dòng cận cuối. Âm ly riêng nhé, đây là một cái âm ly rời, đánh được hai kênh A và B, đánh được hai cặp loa A, B và AB cùng lúc luôn, đánh được hai cặp loa lận nha các bạn. Công suất khá là tốt. Chế độ direct là chỉnh trực tiếp, còn chế độ tone này là chỉnh được bass treble. Đặc biệt ở đây là super bass, bass treble có nghĩa là ba giải lận. Bass này là bass sâu dưới 80 Hz, bass này là bass trên 80 Hz, có thể ảnh hưởng tới cái phần nhạc cụ, dây đàn, giọng hát. Còn đây là phần treble trên cao, cái phần treble nhạc cụ. Đây nắp bằng nhôm luôn. Đây các bạn, rất là chi tiết và rất là dễ chỉnh với và phối loa với hai cái cặp loa có thể đánh chơi được cùng một lúc. Đấy. Và còn đây một cái loa rất là đẹp, Made in Japan. Đây là một dàn máy Made in Japan cho từ cái đầu máy cho tới cặp loa luôn nhé. Onkyo D202A 80W 6 ohm. Nổi bật với cái phần trạm loa mạ vàng được lồi ra bên ngoài như vậy, và hàng về rất đẹp. Loa còn rất là bóng bẩy. Đây, đó là cặp loa rất là nặng nha các bạn. Tuy gọn nhưng mà rất là nặng. Chút nữa mình sẽ đo chính xác cái phần kích thước và cái phần cân nặng để cho các bạn tham khảo. Và bây giờ chúng ta chơi nhạc tiếp nhé. CD. Bài số 4, nãy mình đang chơi bài số 4. Đĩa đọc rất là tốt. Các bạn hãy để ý phần cái giọng hát và cái phần treble, treble trên cao á. Không giờ rồi em ngủ đi thôi. Tôi đâu mà lo lắng em ơi, thà nghèo mà biết mến thương còn hơn giàu có đôi thay. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Giọng hát của Trường Vũ và Như Quỳnh.
các bạn có thể nghe chất âm rất là chi tiết qua cái phần cặp loa thể hiện của cặp loa và cái amply và đầu CD của dàn máy Intac 275-911 này. Cái phần giọng hát và cái phần giọng hát rất là nổi bật, đó là cái thương hiệu tạo nên một cái dấu ấn của Onkyo, và cái phần treble cao, treble rất là nhuyễn. Cái phần âm trầm á, thì ở chỗ cái dòng này thì cũng thể hiện khá là tốt, do cái phần đây là một phần loa size trung nha các bạn, công suất 80W và cái thùng loa thể tích cũng khá là lớn, và cái bass này bass 16cm lận, do đó nó thể hiện cái âm trầm cũng khá là tốt. Nếu chúng ta có thể nhồi cái phần super bass này lên nè, và cái phần bass này thì nó nhỉnh lên một chút, và cái phần super bass trội lên thì nó sẽ trung hòa lại. Các bạn có thể thấy cái phần thông số kỹ thuật của cặp loa này, cái điều đặc biệt và ấn tượng nhất đó là cân nặng, đó là 7.5kg nha các bạn. 7.5kg một loa 80W 90dB trở kháng 6 ohm. Cái độ nhạy nó 90dB, rất là dễ ghép, phối ghép. Chiều cao chỉ có 33cm thôi, nhưng mà con này có bề ngang và chiều sâu nha các bạn. Bề ngang 21, chiều sâu tới 25cm luôn. Đấy. Và thiết kế cũng rất là đẹp mắt. 7.5kg một loa. Thứ nhất là do cái thành gỗ nó làm rất là dày. Phần thứ hai là cái phần củ từ ở bên trong, củ từ này rất là độc đáo. Củ từ rất là lớn, lớn và nó nặng. Nó gần bằng cái mặt bên trước luôn, nó củ từ nó to tới 12cm đường kính. Và ở phía sau rất là dày như vậy, do đó nó cần phải có một cái trục ở phía sau để gắn nó vào một cái thanh gỗ ở phía sau thành, ở phía sau cái thanh loa, để cho cái củ từ nó không bị nặng mà nó rớt ra. Rồi, chúng ta test tiếp một cái bài chữ tình ở trên đèo CD nhé. Ngoại hình rất là đẹp mắt. Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, khúc Thủy Dâu Tuấn Ngọc. Như loài chim mỗi ca trên cọc nhọn trắng nắng, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước. Và rất là đẹp luôn. Thủy ơi và tình ơi, rất là bóng bẩy. Cái cảnh được bo tròn. Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau. Bát 16 nha các bạn. Vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cất
bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh ngắm, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao. Các bạn có thể cảm nhận được cái phần nhạc cụ và cái phần giọng hát rất là nổi bật. Nghe chữ tình rất là sướng với cái dòng Intact 275 này của Onkyo. Và đây là đời cao 911M rồi. Đi đúng với cặp loa 202A. Được thiết kế một cái cặp loa Bookshelf dành riêng cho nó. Và chúng ta đang test hai bài chữ tình qua cái đầu CD này rồi. Mắt đọc tốt và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua cái cổng live đi. Cổng live AUX kết nối điện thoại, máy tính, TV. Có hai cổng. Đây cái cổng kết nối này, cổng live nè. Hai cổng live. CD, tuner. Tuner là con đầu tuner này, radio. Kết nối được 108 full đài Việt Nam nhé. Và màn hình còn rất là sáng đẹp. Bạn để ý màn hình của mỗi thớt cũng còn sáng đều với nhau nè. Sáng đẹp, rõ. Ở đây có một cái đèn LED và những cái đèn hiển thị vân vân, A, B. Nãy giờ chúng ta có một cặp A thôi. Chúng ta chuyển qua cổng live nhé. Kết nối điện thoại, máy tính, TV. Và chúng ta chơi nhạc trên YouTube đi. Đây, các bạn cho mình dặn âm lượng lên nhé. Chuyển qua nghe rất là sướng các bạn à. Cái dòng xoay chung này cho cái âm trầm cũng rất là tốt các bạn. Một cõi đi về guitar không lời trên YouTube các bạn. Một ngày mưa, một khi yên tĩnh thì nghe những cái bài nhạc này thì sẽ rất là thấm thía. Chúng ta đang test qua cổng điện thoại, máy tính, TV, cổng 3.5. Tất cả các thớt này đều là các thớt rời nha các bạn. Thớt rời ở đây có nghĩa là cái nguồn điện rời, không sử dụng cấp bẹ. Nó có thể chơi với bất kỳ cái dàn máy nào. Và cái nguồn điện ở phía sau là nguồn điện rời. Mỗi thớt đều có nguồn điện rời. Và cũng có cái nguồn nối. Có nghĩa là các bạn chỉ cần, các bạn có cái nguồn nối nè. Các bạn chỉ cần nối dây này qua cái thớt tiếp theo, rồi cái thớt này qua cái thớt tiếp theo nữa. Chỉ cần một cái thớt cuối cùng đi ra cái cục biến áp hoặc là ổ áp của các bạn mà thôi. Thì rất là tiện, không cần phải nhiều cái đầu ghim.
chúng ta test tiếp thớt cassette nhé. Test đi. Muốn hết băng không trả băng á. Đây nè các bạn, cái kiểu băng nó đi ra cũng rất là êm ái và hiện đại. Rút vô tự động. Chúng ta đang test băng cassette. Đây cassette đang chạy nè các bạn. Chúng ta đảo chiều nha. Đường băng đặt còn rất là trong. Cái nút tinh chỉnh chính nó nằm dưới đây. Các bạn còn những cái băng trữ tình nhạc xưa thì sẽ rất là quý giá. Nghe qua một cái đầu băng cassette còn trong như vậy, cái băng tự nó còn đọc tốt, rất là giá trị các bạn. This is a fine spring morning. It's everywhere for us to share. Just look what a fine spring morning can do. I've got a brand new feeling. When I think twice, it's awful nice. I hope everybody's feeling it too. Bees are getting busier, birds are getting dizzier. Chiếc âm hồ rất là trong. Và bây giờ chúng ta hãy làm một bài nhạc mạnh nữa để trước khi kết thúc bài test ngày hôm nay nhé. Chuyển qua cổng live lại. Bài nhạc trẻ remix buồn làm chi em ơi đã kết thúc bài test con Intech 275 đời 911M ngày hôm nay, đi cùng với cặp loa Bookcell A202A 80W. Trưng bày rất là đẹp mắt như các bạn, hàng về cũng rất là đẹp, đầy đủ lý loa. Và các bạn đừng quên tham khảo thông tin giá thành và thông số kỹ thuật ở bên dưới mỗi bài viết, mỗi video và trên trang Facebook và Zalo của mình. Và các bạn đừng quên bấm like nếu cảm thấy thích dàn âm thanh hàng rồi đại nhật này nhé.